nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ, vượt qua loạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FDA, đem đến cho người bệnh lựa chọn hoàn toàn mới cho một chế độ dinh dưỡng đủ chất, tăng cường sức khỏe, giúp mắt sáng, ngủ ngon, ổn định đường huyết. Việt Nam hiện có 3,53 triệu người đang sống chung với bệnh đái tháo đường. Con số này có thể tăng lên tới 6,3 triệu người vào năm 2045. Bệnh là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau tim mạch và ung thư. Dùng thuốc và tiêm insulin là phương pháp điều trị đái tháo đường phổ biến hiện nay. Tác dụng nhanh, tuy nhiên nếu điều trị lâu dài, cơ thể người bệnh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng bởi các tác dụng phụ. Các phương pháp y học cổ truyền an toàn nhưng hiệu quả điều trị không cao. Đó là các biến chứng cấp tính và các biến chứng mạn tính. Các biến chứng cấp tính thì là nặng, nguy hiểm và dẫn tới bệnh nhân phải nhập viện ngay lập tức. Thì bao gồm các biến chứng như là biến chứng về tăng áp lực thẩm thấu máu, là thông thường gặp ở những bệnh nhân mà lớn tuổi mắc đái tháo đường type 2, mức đường máu quá cao dẫn tới là bệnh nhân cơ thể không thể đáp ứng được và dẫn tới là bệnh nhân có sự mệt mỏi tăng dần và lơ mơ và có thể vào viện vì mức đường máu quá cao. Còn biến chứng về nhiễm toan ceton thường dẫn đến lơ mơ và hôn mê, thở dốc và phải nhập viện. Biến chứng thứ ba hay gặp đó là cái biến chứng về hạ đường huyết. Thì biến chứng hạ đường huyết này cũng rất là nguy hiểm. Rất nhiều bệnh nhân là sau khi mà ngủ dậy, buổi sáng ngủ dậy và có thể là không còn tỉnh dậy nữa tại vì là bị hạ đường huyết trong đêm. Còn ngoài ra thì một số biến chứng khác như là các biến chứng nhiễm trùng cấp tính và nhiễm toan lắc tích. Thế còn các biến chứng mạn tính thì hiện giờ người ta chia làm hai loại là biến chứng mạch máu lớn và biến chứng mạch máu nhỏ. Thì biến chứng mạch máu lớn thì bao gồm các biến chứng về tim mạch và biến chứng về mạch máu não. Tim mạch thì có thể hay gặp đó là các trường hợp về nhồi máu cơ tim cấp, đau thắt ngực hoặc là biến chứng về mạch máu não giống như là nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Thì những cái biến chứng nặng như này thường gây tử vong cho người bệnh đái tháo đường. Còn thứ hai là cái biến chứng mạch máu nhỏ thì triệu chứng nó ít rầm rộ hơn và kéo dài trong một thời gian dài. Tuy nhiên là những cái biến chứng rất là đặc hiệu cho bệnh tiểu đường, bao gồm các biến chứng về thận và biến chứng về mắt. Dinh dưỡng được coi là vấn đề quan trọng nhất trong điều trị đái tháo đường, nhằm đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, cân bằng đủ cả về số lượng và chất lượng để có thể điều chỉnh tốt đường huyết, duy trì cân nặng theo mong muốn, đảm bảo cho người bệnh có đủ sức khỏe để lao động, sinh hoạt. Thông thường thì cái giai đoạn mà mới mắc đái tháo đường thì đường máu hơi cao một chút và chẩn đoán đái tháo đường giai đoạn đầu thì đã thường là cái việc đầu tiên là thay đổi lối sống và điều chỉnh chế độ ăn. Vì chế độ ăn góp phần đến 50% vào cái việc điều trị bệnh nhân tiểu đường có tốt hay không. Những cái thực phẩm mà các bạn không nên ăn quá nhiều, ví dụ là các thực phẩm về gạo trắng. Thứ hai là các cái thực phẩm có chứa đường, ví dụ như là bánh kẹo, đường, sữa mà có chứa đường, bánh kẹo ngọt, các cái thực phẩm mà mình hạn chế ăn một chút. Thứ ba nữa là gạo nếp. Thế còn về cái hoa quả thì những cái bưởi diễn là một này, hoặc là những cái hoa quả mà nó làm tăng đường máu rất là nhiều, những cái bưởi ngọt này, dưa hấu là cũng làm tăng cái chỉ số đường huyết rất là cao. Thì các thực phẩm mà các bạn có thể nên ăn, các thực phẩm như là gạo nứt thì cái chỉ số đường huyết nó cũng thấp hơn. Thanh long này, những bưởi da xanh hoặc bưởi nam roi thì cái chỉ số nó đường huyết nó thấp hơn. Nắm bắt được nhu cầu trên, các chuyên gia dinh dưỡng Việt Nam và Hoa Kỳ đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm sữa dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân đái tháo đường Glucabet với thành phần chính vỏ táo, đậu nành, đậu xanh, bí đỏ, đậu đỏ, óc chó, hạt sen, inulin với loạt các ưu điểm vượt trội. Thành phần chứa nhiều axit béo không no, giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng, thay bữa ăn hàng ngày, giảm bớt lượng tinh bột hấp thụ, cải thiện mỡ máu, giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe, phòng ngừa các bệnh sơ vữa động mạch, ổn định huyết áp. Beta glucan giúp sáng mắt hơn, giấc ngủ ngon hơn, ổn định đường huyết, bổ sung thêm canxi từ các loại hạt, ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt canxi. Vị ngọt chuyên biệt dành cho bệnh nhân đái tháo đường, thơm ngon, dễ uống. Tôi là Phạm Hoàng Hà, công tác tại xưa là Bộ binh, Bộ Quốc phòng, nay đã nghỉ hưu. Tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Lúc đầu tôi suy sụp lắm, sợ phải sống với bệnh cả đời, lo lại bị biến chứng. Mà nguy hiểm nhất ấy, là tôi có ăn được gì đâu, ăn cũng không vào, lo sợ nên tôi kiêng khem đủ thứ. Cuối cùng tôi bị biến chứng ở mắt, ở chân, ở gan thận. Tôi sống với ở bệnh viện ấy, còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần uống thuốc Tây nhiều hơn cả ăn cơm. Mỗi lần điều trị thì khoảng 10 ngày.
đường huyết luôn ở mức 10, 15, 16 milimol, nặng nhất là 21 milimol. Tôi bị gầy dọc đi, giảm 5-6 cân. Mấy lần cấp cứu tưởng không qua khỏi. Ấy vậy mà bây giờ nhìn tôi da dẻ hồng hào, chân tay nhanh nhẹn, mắt sáng hơn. Đấy là một bí quyết. Thực ra thì cũng chả có bí quyết gì đâu. Tôi vẫn điều trị theo phác đồ điều trị thuốc của bệnh viện. Nhưng quan trọng nhất là dinh dưỡng. Với người tiểu đường, dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Cuối năm vừa rồi, tôi đọc báo, thấy thông tin về sữa tiểu đường Glucabet. Mừng quá. Tôi mua một lúc 6 hộp. Chứ trước đây ấy thì cứ 2 tháng là tôi phải đi làm việc, vừa tốn kém lại vừa mệt mỏi. Uống cái sữa này vào, tôi thấy người tôi nó khỏe, vui. Thứ nhất là cái chế độ tập luyện, thứ hai là cái chế độ ăn. Thì các bạn lưu ý các cái chế độ ăn mình nên ăn đạm bạc hơn một chút so với trước kia mình chưa mắc bệnh tiểu đường. Thứ hai là những cái bánh kẹo hoa quả ngọt thì bây giờ mình cũng ý thức rằng là mình bị mắc bệnh tiểu đường rồi thì mình nên ăn hạn chế hơn một chút và kiêng khem được thì là làm cho cái biến chứng nó sẽ chậm dần. Thứ ba là về dùng thuốc thì các bạn nhớ cũng rất là vất vả cho bệnh nhân tiểu đường là phải dùng thuốc hàng ngày thường xuyên. Tuy nhiên thì cố gắng một chút là các bạn tuân thủ cái chế độ dùng thuốc, đừng bỏ thuốc và phải duy trì đều đặn. Thì theo lời khuyên của bác sĩ về chuyên khoa nội tiết thì các bạn sẽ có được một cái mức đường máu ổn định. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp dùng thêm các cái chế phẩm dành riêng cho bệnh nhân đái tháo đường hoặc là các cái sữa dành cho người tiểu đường, nó cũng bổ sung rất là nhiều dinh dưỡng. Theo các chuyên gia nội tiết, đái tháo đường là bệnh mãn tính, cần điều trị suốt đời. Chính vì vậy, bệnh nhân không cần quá lo lắng, nên tuân thủ theo lời khuyên của các y bác sĩ và kết hợp sử dụng các sản phẩm sữa chuyên biệt cho người bệnh đái tháo đường như Glucabet để tăng hiệu quả điều trị. Vâng, đây thực sự là một tin vui cho các bệnh nhân đái tháo đường trong việc tìm ra một giải pháp dinh dưỡng 2-in-1, vừa giải quyết được nỗi lo về chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho bệnh nhân, vừa an toàn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sản phẩm sữa dành cho người tiểu đường Glucabet được nhập khẩu 100% từ Mỹ là lựa chọn hàng đầu phục vụ dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường. Với giá cả tiết kiệm, phải chăng, dễ dàng đặt hàng về tận nhà, liên hệ ngay hotline 0333 372 878. Ngày phải uống 2 cốc trước khi ăn và tất nhiên là phải giảm cơm đi. Sau 2 tuần, tôi thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt. Tôi không bị tiểu đêm, ngủ sâu, ngủ ngon hơn. Tôi hoạt động khu phố mà hoạt động quên cả ăn ấy, chỉ cần uống 1 cốc sữa là tôi đủ dinh dưỡng làm việc cả ngày. Sau khoảng 3 tháng thì sức khỏe tôi hồi phục hoàn toàn, da dẻ tốt hơn, chân tay nhanh nhẹn hơn, mắt sáng hơn và đường huyết của tôi luôn ở mức độ 6,5. Thế đến bây giờ thì sáng nào tôi cũng xỏ giày ra công viên đá cầu, đánh cầu lông và khiêu vũ với mọi người. Thật sự tôi đã khỏe lại. Từ khi tôi bị bệnh tiểu đường tiếp 2 ấy, thì cuộc sống của gia đình tôi cứ đảo lộn hết lên. Nhà thì chỉ có 2 ông bà thôi mà mỗi người ăn một chế độ riêng. Tôi thì bị tiểu đường nên ăn kiêng kèm nhiều lắm. Là ăn thì ít cơm, là ăn những các món rau và xào có nhiều dầu mỡ. Hoặc là tôi là phải kiêng kèm các cái chất kích thích. Thế mà bà ấy thì lại không ăn được như thế. Ông ấy thì gầy gò, ăn uống thì chả ngon miệng, mà còn mất ngủ triền miên ấy. Mắt thì mờ dần, tay chân thì tê mỏi suốt ngày. Nhiều khi ăn cơm thì ông lại sợ là lượng đường nó tăng cao, thế là ông ấy bỏ ăn. Tôi cứ phải động viên ông là cái bệnh này phải chữa lâu dài, mòn mỏi lắm. Thì bà ấy thì thương tôi vì bệnh tiểu đường nên là bà đi tìm hiểu các bác sĩ hoặc là những người mà mắc bệnh tiểu đường như tôi ấy, xem là cái chế độ dinh dưỡng thế nào để mà phục vụ cho tôi. Thế rồi bà ấy mua về cho tôi cái sữa tiểu đường Glucabet
Thì tôi sử dụng cái sản phẩm này tôi thấy cũng dễ chịu. Buổi sáng thì tôi uống mà cũng chả ăn cái gì. Buổi tối thì tôi cũng uống. Thì sau đó thì tôi ăn nó nhẹ, như là ít rau hoặc là ít thịt luộc rồi ăn cơm. Thế rồi có những cái hôm mà tôi uống xong rồi tôi no, cũng chả cần ăn cơm. Thế nhưng mà tôi vẫn đi làm là đi thể dục này, rồi đi các sinh hoạt ở địa phương. Đợt ông ấy xuống cân ấy, thế mọi người cứ trêu ông là ông khôi còi. Thế là tôi mới mua cái sữa tiểu đường glucabet. Thì ông ấy thích luôn đấy. Thì đúng rồi, may nhờ có bà đấy. Thì tôi thấy cái sản phẩm này nó lại thơm thơm mùi táo và lại ngọt ngọt. Nhưng cái ngọt này ấy, thì là các nhà sản xuất người ta đã chế biến cho những người bị tiểu đường như tôi nên rất là yên tâm. Giờ thì kiểm tra định kỳ đường huyết nó ổn định, vợ chồng tôi mừng lắm. Tôi bị tiểu đường được 5 năm nay rồi. Đầu tiên là cái hiện tượng của nó là rất mệt mỏi, ăn nhiều, uống nước nhiều, đi giải nhiều, sút cân nghiêm trọng. Tôi hoảng lắm, đã phải nghỉ làm đến bệnh viện nội tiết trung ương để điều trị. Uống thuốc tây nhiều cũng rất là khổ sở. Ăn uống thì không dám ăn một cái gì. Ăn thì sợ đường huyết nó tăng cao, biến chứng. Cho nên về chuyện ăn uống coi như hoàn toàn là bị khủng hoảng luôn. Hôm xem TV tôi thấy một sản phẩm sữa dành cho người tiểu đường glucabet. Rất nhiều người mua dùng nên tôi mua về dùng ngay. Trong khi đó tôi vẫn uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ hàng ngày và uống kèm theo sữa dinh dưỡng dành cho người tiểu đường glucabet. Thì tôi thấy tình trạng tốt lên rất là nhiều. Ăn uống ngon miệng, hấp thụ cơm ít, tinh thần thoải khoái, mắt khỏe ra, đọc báo, xem TV đến nửa tiếng hay một tiếng thoải mái. Đi tái khám lại thì thấy đường huyết, men gan ổn định. Men gan thì giảm, đường huyết ổn định. Tôi mừng lắm. Cho nên bây giờ đi làm đêm, tôi vẫn phải dùng một hộp ở cơ quan, một hộp ở nhà. Có hôm đi buổi sáng mà tôi quên ăn sáng, nhưng uống một cốc sữa, thế là yên tâm rồi. Đây này, bây giờ tôi chuẩn bị pha sữa dinh dưỡng này dành riêng cho người tiểu đường glucabet. Sữa này là uống có cái mùi vị táo ấy, rất là thơm, ngon mà dễ uống. Thì uống xong ấy thì tôi chuẩn bị xuống làm bữa sáng cho cả nhà. Hết việc ấy thì tôi lại đi bộ. Cái sữa dành riêng cho người tiểu đường ấy thì tôi đã uống được 4 tháng rồi. Mỗi một ngày ấy là tôi uống 2 ly thì vừa đủ dinh dưỡng này mà đường huyết lại ổn định. 5 tháng trước ấy thì là tôi cứ phải ngồi im một chỗ này, đường huyết thì không được ổn định. Các cái khớp xương, khớp tay đấy thì nó đau, xong nó cứ co cứng cả vào, lại còn bị chuột rút nữa. Đi lại rất là khó khăn, mà tôi lại chỉ ở nhà nội trợ thôi này, mà da rẻ thì cứ khô ráp, bỏng chóc, nó cứ ngứa ngáy, nhiều khi mồ hôi nó ra ấy thì khó chịu vô cùng. Mà tôi lại cứ thích ăn cái đồ ngọt, nhưng mà không ăn được, người rất là mệt mỏi. Đây này, cứ mỗi buổi sáng ấy là tôi pha khoảng 4 thìa, 4 cái thìa sữa này, thì uống vào ấy thì nó rất là đủ dinh dưỡng này,